Nhận định: soi kèo Anh với Scotland. 2 giờ ngày 19 tháng 6, tuyển Anh có màn ra quân thuận lợi tại vòng chung kết Euro 2021. Bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling ở phút 57 giúp Tam Sư đánh bại Croatia với tỷ số 1-0 trên sân Wembley. Nếu may mắn hơn, thầy trò Gareth Southgate có thể đã giành chiến thắng cách biệt ở cuộc so tài hôm 13 tháng 6. Thậm chí huấn luyện viên Southgate còn chưa tung ra sân những quân bài tốt nhất ở trận gặp Croatia. Những cầu thủ đang có phong độ cao như Luke Shaw, Jack Grealish ngồi dự bị đủ 90 phút. Trận đấu sắp tới với Scotland, Tam Sư tiếp tục được chơi trên sân nhà và hứa hẹn vào khả năng giành chiến thắng để giành vé sớm. Hai lần trước đây tiếp đón Scotland trên sân nhà, Tam Sư toàn thắng, xé lưới đối thủ 6 lần. 7 trận trước đó ở Wembley, tuyển Anh cũng có được niềm vui trọn vẹn, ghi 17 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Sau thất bại trước CHZ02 ở trận ra quân, Scotland khả năng sẽ phải mạo hiểm dâng cao chơi đôi công ở Wembley. Khi đó khả năng họ nhận thất bại càng cao hơn. Soi tỷ lệ kèo châu Á, trong vòng 4 trận đối đầu Scotland trước đây, tuyển Anh đều xếp cửa trên. Tuy nhiên, kèo chấp theo handicap ở 4 trận đấu đó chỉ dao động từ -1/2 đến -1/4. Lần tái đấu sắp tới ở một giải đấu lớn như Euro, Scotland được chấp cộng 1/1/2 theo chỉ số tương tự. Điều đó cho thấy cửa trên là kênh đầu tư sáng nước. Chọn Anh, soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Cả 3 trận gần đây của tuyển Anh đều khép lại với tối đa 2 pha lập công. Thế nhưng khi đối đầu Scotland, Anh luôn hứa hẹn vào khả năng tạo nên kịch bản tưng bừng bàn thắng. Cả 4 trận đối đầu trước đây giữa Anh với Scotland đều khép lại với tối thiểu 3 pha lập công. Tổng số bàn thắng được ghi ở 4 trận đấu này là 16, trung bình 4 bàn trận. Chọn tài.